Nhóm Thôn Nữ Miền Tây xin chào tất cả cô, chú, anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thì ba chị em rất là vui luôn khi được đại diện cho Mạnh Thường Quân. Chú xin được phép giấu tên thì đến hỗ trợ cho một gia đình có hoàn cảnh rất là đặc biệt. Đó là gia đình của anh Hải và chị Nang. Tuy là khi mà mình nhìn vào cuộc sống của anh chị thì có anh Hải và em Phương là con của anh chị là vẫn còn sức lao động và đi làm được kiếm tiền. Chị thì mang một chứng bệnh, đó là chứng bệnh là ca giáp. Thì hiện tại sức khỏe của chị cũng đã dần ổn định, nhưng mà không khỏe, không mệt. Thì để tìm hiểu hoàn cảnh của gia đình của anh Hải, chị Nang thì như thế nào thì xin mời cô chú, anh chị và các bạn vào trong thăm gia đình nha. Thì căn nhà hiện tại thì mấy chị em mình đang bước vô thì khá là nhỏ luôn. Thì những cái theo như nhìn ở phía ngoài thì mấy cái căn cột đó, nó cũng siêu vẹo hết trơn rồi. Chút xíu để nhìn chi tiết hơn thì mình sẽ lên nhà trước hỏi thăm gia đình, xíu nữa sẽ quay cho các cô chú anh chị xem. Nhìn lên nhà anh. Đây là cái cầu thang của nhà anh chị nha. Dạ. Dạ, anh chị mới tới. Chào em nha. Dạ. Em có thể ngồi phía trước này được không anh chị? Dạ. Ngồi ở trong bàn thờ kìa. Dạ. Em có thể qua ba được không, cho mẹ qua chị ha. Hôm nay thì cũng rất là vui luôn khi đi đến thăm gia đình thì có đầy đủ anh chị ở đây. Thì hôm trước thì Ngân có lên thăm hỏi về hoàn cảnh gia đình thì cũng thật sự biết là gia đình của anh Hải thì chị cũng gặp nhiều khó khăn. Thì để hôm nay tìm hiểu sâu hơn thì em cũng muốn hỏi thêm về hoàn cảnh gia đình của anh chị một chút nha. Thì không biết là trong cuộc sống gia đình của anh chị thì cuộc sống hàng ngày là thu nhập như thế nào hả anh chị? Thì ảnh với con chị thì đi làm dưỡng hầm cá, một tháng như cả 3 triệu, người 3,5 triệu, rồi trừ vào bảo hiểm này kia kêu còn như người cả 3 triệu một tháng. Còn chị thì khỏe, chị đi mặn tiếp thêm thì trong gia đình vậy đó, tiếp cho gia đình. Còn mình chỉ mệt thì chị nghỉ. Tức là anh ông xã của chị với lại đây là con đúng không? Con ruột. Là em tên gì em? Em tên Võ Duy Phương. À, Võ Duy Phương. Phương nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 24 tuổi. 24. Là anh Hải với lại em là đi giữ hầm cá hay sao chị? Giữ hầm cá thôi. À, là chi phí giữ hầm cá của anh Hải là một tháng bao nhiêu tiền? Một tháng 3,5 triệu mà trừ bảo hiểm rồi còn lại 3 triệu đi. Người. À. Đóng bảo hiểm là bảo hiểm gì chị có biết không chị? Bảo hiểm tai nạn rồi bảo hiểm y tế. À. Là 3,5 triệu một tháng, nhưng mà phải trừ chi phí bảo hiểm này nọ các thứ là còn lại 3 triệu trong một tháng. Rồi không biết là thu nhập của Phương hàng tháng là bao nhiêu ha? Em cũng làm 3,5 triệu, với ba em cũng 3,5 triệu luôn. À, hiện tại là hai cha con làm cùng chung với nhau. Dạ. Dạ. Không biết là hiện là em với ba là làm cho hầm cá nào ha? Dạ, hầm cá của công ty An Mỹ. À, công ty An Mỹ. Dạ. Là thu nhập giữa em với ba là bằng nhau. Dạ. Cũng trừ các thứ bảo hiểm ra thì cũng được khoảng 3 triệu. Vậy là hai cha con làm cùng nhau cũng được 6 triệu cho thu nhập một tháng rồi. Phải không? Rồi nghe nói là hôm trước Ngân lên là bệnh tình của chị nói là chị bị ca giáp rồi chị. Dạ. Không biết là sức khỏe chị giờ ổn định chưa ha? Chị cũng con mình cũng được khỏe luôn rồi. Dạ. Nó cũng còn cổ trong mình nó cũng còn bứt rứt rồi. Chị có thể chỉ vết mổ của chị ở đâu cho em biết được không? À, chỗ này hả? Ngay chân đây đúng không? Chỗ này đoạn này. À, mình mổ hở hay là mổ nội soi hả chị? Thì hiện tại chị mệt mệt vậy có phụ giúp cho gia đình làm công việc gì không? Thì chị khỏe thì chị đi làm cỏ, làm đồ tiếp, 12 giờ chị về. Rồi chị mệt thì chị nghỉ. Ở nhà như cơm nước rồi kia đặt giặt tiếp gia đình. À, tức chị là không có mặn được nhiều. Tức là ai mướn gì làm nấy hay sao chị? Làm cỏ, làm gác cái này kia đó. À. Vì một ngày chị làm không bao nhiêu tiền? Thì chị khỏe thì chị bằng 12 giờ chị về, còn mệt thì chị bằng khỏe bằng 2 giờ, còn mệt chị bằng 12 giờ chị về. À, là đi mừng có mướn. Có mướn. À, vậy như ngày chị được bao nhiêu tiền chị? 12 giờ thì chị được 120. 120, cái đó mình tính theo tiếng hay sao? Tiếng 20.000. Tiếng 20.000. Làm nhiều thì hưởng nhiều. Làm nhiều hưởng nhiều đó. Dạ. Tiếng 20.000 tính tới. Nếu vậy trong một tháng rồi đó là chị đi làm được khoảng bao nhiêu ngày? Thì như thế người ta kêu thường thì mình mặn thường, còn như khỏe tôi nói tôi khỏe tôi đi mặn, mệt rồi tôi nghỉ. Thì chị ít có một tháng mặn ít ngày lắm. Nhưng mà chung quy nhìn lại là tháng chị làm khoảng bao nhiêu ngày? Khoảng 10 ngày hoặc nửa tháng. À, 10 ngày nửa tháng thì cũng có thu nhập cho gia đình đúng không? ngày khoảng 120, thì nửa tháng thì nó cũng 1 triệu mấy. Không, hơn khoảng 1,7 triệu, 1,8 triệu. Thì nếu mà gia đình mình là có một cái thu nhập căn bản như vậy rồi, sao em nhận thấy là cuộc sống gia đình mình có nhiều khó khăn hả anh chị? Tại vì chị bệnh rồi, cái trước khi mà chị đi khám bệnh chị cũng không có tiền nữa. Cái mà ông bà bác mới cho mượn. Đi tái khám tới lui hoài gần cả năm trời, rồi mình đi mỗi lần đi thì mình cũng mắc mượn cô bác này kia, lần đi dân thủ vài triệu, 5-7 triệu đi á. Yeah. Chứ sợ mình đi ra ngoài rồi mình đâu có tiền đâu mà mượn ai. Yeah. Lỡ thiếu bác tử á, thiếu men này kia đó. Rồi mình sợ nó không đủ rồi cái mình cũng phải mượn dư mà mỗi lần đi trong vài 3 triệu, 2 triệu mấy 3 triệu. Thì thôi. Không biết là chị phát bệnh năm nào ha? Chị phát bệnh lâu rồi mà chị không có biết cái vụ mà lành tính ác tính. Rồi cái chị để hoài, cái mình nghèo mà mình đi mặn hoài, mình không có quan tâm tới cái bệnh. Tới cái ngày mà tới Trịnh Hà là chị phát bệnh là chị năm 2015. Cái chị sao mà nó khó chịu, nó cộm mà nó ngạt hoài, ngủ ban đêm ngủ không có được. Mà chị đổi cái đi đâu mà chị đổi nón bảo hiểm mình cũng không được nữa, mà chị khòm cổ xuống gì cũng không được nữa. Nó ngạt. Chị cho em mượn giấy tờ của chị nha. Đợt trước em ngâm nó coi rồi hả em Ngân? Lúc đó 2015 là gia đình chị có nhiều cái khó khăn hay sao chị? Chứ mà cái thu nhập không có được tiền nhiều chứ đó. Dạ. Thì lúc nào chi phí trong nhà và tiền này tiền kia nữa, cái mình không có đủ. Dạ. Dạ, cho cô chú anh chị xem nha. Cái này là giấy ra viện của chị là Nguyễn Thị Nang, sinh năm 1976. Thì lúc mà phát bệnh đầu tiên của chị là lúc chị đi khám á, và cấp giấy ra viện là ngày 20 tháng 11 năm 2015. Thì đến nay thì cuộc sống gia đình của anh chị thì cũng thấy gặp rất nhiều là khó khăn. Nhất là căn nhà em thấy là nhà mình lỡ từ xưa tới giờ luôn hả anh chị? Từ cấp ra viện, mới ra viện tới giờ đó. Mới ra viện tới giờ là bao nhiêu năm rồi chị? 20 mấy năm. 20 mấy năm rồi. 20 mấy năm rồi nhưng mà căn nhà của mình nó vẫn thô sơ như vậy. Không biết là lúc nhà tỷ như ra cái cây nào có một cái mình có đống tre thay vô hoài. Cái mình sợ nó sập. Bằng tre và lá là chính. Đây là gỗ, đây là cây này là cây gì? Cây cầu. Bây giờ là chị cũng đỡ tạm ổn về sức khỏe rồi. Gia đình mình có màng dành dụm được một số tiền nào để sửa chữa lại nhà cửa chưa? Mình cũng không có cơ ngơi, tại vì mình lo lớp nào hàng 6 tháng mình đi lần. Rồi lớp nào bây giờ mình lo mình trả nợ cái bệnh của mình. Chứ phải có thì chị cũng cơm kỉnh, chị cũng lo chị cắt. Mọi người không có, phải có chuyện nên chị cắt rồi. Thế là lúc mà chị phát bệnh đó là mình phải vay tiền đi chữa trị hay sao chị? Đúng rồi, mỗi lần đi á, thì vợ tỷ mình vay được, cũng như mình vay. Thì cô bác ở đây có ai cũng như mình nói mượn vậy đó. Cô bác có thì cho mình mượn đỡ đâu 3 triệu vậy đó mà đi. Rồi không có thì mình vay ngoài. Lúc chị mổ vậy thì mình vay, mình mượn hết nhiêu tiền rồi? Mình mượn từ từ rồi mình dọn tải đi từ. Còn có năm chờ mình mới mổ. Là có khoảng cũng như là mình chắc 100 triệu, 100 triệu đó. Mình mượn từ từ là từ từ mình nhập vô hoài với nó cái 100 triệu. Mỗi lần là mổ luôn á. Mỗi lần trước khi mà chị đi tái khám đó, chị chưa có đi mổ đó là mượn người ta lần nhiêu? Lần 5 triệu, 6 triệu tùy theo. 5 triệu, 6 triệu là lúc đó mình chưa có bảo hiểm y tế. Chưa có bảo hiểm y tế. Rồi mỗi lần lên vậy tiền xe, tiền cộ, tiền tái khám, tiền thuốc là phải cần 5-6 triệu như một lần khám vậy hả chị? Và đến kéo dài đến bao lâu thì? Kéo dài tới cả năm. Cả năm trời. Cả năm trời là tới cả 100 triệu. Tại tới này lên cả mổ luôn. Là tính luôn chi phí tiền mổ hay là tính luôn chi phí tái khám? Vừa tới như tái khám sau này là mình không tính đó. Sau này mình mổ xong nha, mình tái khám sau này là mình không tính đó. Như là cái khám hàng mổ cấp đó đó. Nhưng mà lúc đó là mình đã biết mình giai đoạn mình phát bệnh vậy rồi, mình khó khăn rồi, tại sao chị không mua bảo hiểm y tế? Sau này chị mới mua. Lúc đầu không có ai hướng dẫn chị. Tại vì là nó tính mua mình anh chị. Mà nhưng mà mình khả năng mình không có mua hết trơn, gia đình nó nhiều tiền quá đi, mình lo đi khám bệnh nữa. Rồi cái mất mua hết gia đình. Đó là nó tốn tiền. Cái chút vậy đó mình đã sửa soạn đi khám bệnh nữa. Đó, rồi nghe nói là mua hết gia đình ta mới bán. Đó. Mua theo hộ khẩu. Rồi cái tính mua mình anh chị tại chị biết bệnh chứ rồi cái đầu chị mua trước. Mà người ta không cho bán người. Ta kêu mua hết gia đình. mà mình đang eo hẹp thấy mồ luôn đó. Vậy từ lúc phát bệnh tới giờ mình vay 100 triệu như vậy rồi mình vay ở đâu? Rồi có lãi suất gì không hay là người ta chỉ cho mình mượn rồi khi nào có thì mình trả? Dạ thấy tỷ như anh em thì cũng cho mượn chút đỉnh thôi chứ đâu có nhiều. Hai bên nào cũng khổ. Ừ. Rồi anh em mình như là anh em bên tôi á là cho mượn đỡ đâu 20-30 rồi cái ngay. Là hết lắp rồi, đâu có đâu nhiều rồi mình vay ở ngoài. Vay ở ngoài thì người ta có thương tình người ta cho mình mượn không hay là giờ tính tiền lãi? Lãi không. Rồi bây giờ mình bỏ tiền chi phí của mình anh em mình cho mượn đi, không tính lãi đi. Rồi bên ngoài là chị mượn lúc chị bị bệnh hoạn vậy đó là hết bao nhiêu rồi? Thì cái cho mượn là riêng, còn cái cho ấy trái mà mình vay là khoảng 80 triệu. Vay 80 triệu. Ừ. Là bây giờ mình làm mình có thu nhập gì rồi mình có trả hàng tháng được mới nào không? Từ đó. Rồi trả từ từ. Giờ hiện tại đến thời điểm hiện tại này nè là chị trả được bao nhiêu rồi? Thì trả thì còn lại là 45 triệu. Còn lại 45 triệu. Ừ. Vậy trả vậy rồi họ tính lãi suất mình như thế nào? Thì 1 triệu tức là 80 ngàn. 1 triệu 80 ngàn. À. Ý là dây 1 triệu là sẽ trả 1 ngàn. Tại vì mình dây ở ngoài. Một tháng 80 ngàn. Còn gì còn 45 triệu vậy tháng mình đóng nhiêu tiền? Thì tháng 80 đó mà nhưng mà... 3 triệu 6. 3 triệu 6 mà lương của em với lại lương của anh. Rồi nhà ai đóng? Nhà ai đóng lãi suất nó? Cô phải biết chứ tại là cái gì cô nói sao? Là hàng tháng là 45 triệu, một tháng là đóng 1 triệu là 80 ngàn. Mà nhưng mà thì mình đóng mà nhiêu rồi mình cũng quên rồi. Với 4 vậy tỷ nhân ta 10 triệu thì nó nhiêu coi hả? 80 cho tỷ 80 ngàn tháng. 1 triệu á, 10 triệu thì nó 8 triệu không? 800 ngàn. Tại vì chủ tính là cái mình gọi tới mình quên rồi. Đó, là gì? Nhưng đó. Mà trong nhà ai đóng nè? Chị hay hoặc ông xã. Chị đóng hoặc ông xã đóng. Vậy là tháng trên lệch hay sao anh Hải? Tháng này gì tháng sau khác hay sao? Trả lại trả lời hay sao? Trả mới. Trả mới. Thế trả 1,5 triệu hoặc 2 triệu trả một ngoạn từ từ vậy đó. Chứ không phải để trả dồn. Không phải trả dồn. Ủa cái này sao em thấy giống cho tiền góp quá vậy? Thì đó, như cho tiền góp vậy đó. Mình nếu mình có dư tiền mình có dư tiền thì mình trả người ta bớt lại. Trả bớt người ta bớt lại. Đó là cái lãi nó bớt lại. Tức là không phải tính là tiền vốn. Mà cái này em thấy là tính giống như là theo tiền góp nha. Như 45 triệu, ngày góp 1,5 triệu. Rồi cái trừ ra 45 triệu trừ 1,5 triệu. Giờ tự nhiên mình trả bớt. Mình trả mới cái đầu tư bớt cái tiền lãi lại. Đó là tùy theo chứ không phải là tháng nào nó cũng vậy. Vậy là vừa đóng tiền lời vừa đóng cả tiền vốn. Trả lời trả vốn cho nên là mỗi tháng nó chịch chọt. Bớt cái vốn lợi là bớt cái tiền lời lại. Đó là nó vậy đó. Chứ không phải là nói vậy chị cưng tính bạc tử chứ hỏi bạc tử chị không có nhớ là cái tiền lãi nó nhiêu. Tại theo giờ tại chủ tính rồi cái mình đưa cho người ta vậy đó rồi chuyên hỏi bạc tử không nhớ. Rồi tháng này không nhớ hả? Tháng này anh Hải đóng đúng không? Tháng này nhà mình đóng chưa? Tháng này chưa đóng. Là tháng định kỳ là tháng nào người ta góp? Không có góp mình đóng tới nhà người ta. Lại tới nhà người ta đóng. Đem tới nhà luôn. Tại mình cho người ta mình đóng mình thiếu người ta mình lại tới nhà. Rồi tháng rồi anh Hải đóng là đóng nhiêu anh Hải? Thì đóng cũng nguy gan vậy đó, 1 triệu thì 80 ngàn vậy đó. Rồi tháng rồi là anh trả nhiêu? Như trả được nhiêu ông trả được nhiêu? Số tiền cụ thể mà tháng rồi chú đã đóng cho người ta và số tiền chú đã trả cho người ta. Tháng rồi trả được có 1,5 triệu à? 1,5 triệu. Như đóng lãi đủ cho người ta. Lãi đủ bao nhiêu? Là 3,6 triệu tiền lãi hả? Rồi trả thêm 1,5 triệu. Rồi thì ngớt bớt lại giờ tỷ như thế tháng này mình đóng vậy chứ tháng sau tao giật lại. Rồi tiền đâu rồi ăn uống rồi chi phí săn cổ. Bởi vì hai người mặn bởi vì vợ với mặn tiếp. Lớp nào săn cổ ăn sáng ăn đồ nữa. Mỗi giờ cái chút cương tính đi đâu có còn mẹ gì đâu. Ăn cơm nguội gì như thế có 6 triệu rồi đâu còn mẹ gì. Vậy là để mình trả hết cái phần nợ đó, coi như là tháng này mình trả thêm 1,5 triệu nữa đi. Là 45 triệu mà tiền lãi là 1 triệu là 80 ngàn là 3,6 triệu. 3,6 triệu cộng cho 1,5 triệu nữa là 5,1 triệu. 5,1 triệu mà 45 triệu trừ 1,5 triệu là 43,5 triệu. Rồi tháng sau là giảm lãi xuống là lấy 43 nhân cho cái kia cũng là 1 triệu nữa. Từ từ giật vậy đó hên. Ủa gì ngộ vậy ta? Cái dạng người ta chịu trả vậy, chủ á. chủ người ta chịu trả vậy chứ nhầm người ta quá chịu. Mình bớt lãi lại. Nhưng mà bớt lãi lại người ta rồi, người ta cũng dễ vậy đó. Người ta cũng dễ cho mình. Rồi hàng ngày rồi ăn uống đổ xăng sao? Thì đổ xăng cậu thì cha con nó giờ hết trả hết 5.1 triệu rồi nè, rồi còn lại nhiêu ta? Còn lại 900 ngàn, hai cha con xài. Rồi đổ xăng cộ, ăn uống bển người ta có bao gì không hay là không có, tiết kiệm sáng mà không ăn sáng tiết kiệm hả? Nó đỡ tốn tiền, đổ xăng đúng rồi. Còn tiền ăn cơm thì công ty nó bao ngày hai bữa. Công ty bao. Còn cô thì bệnh tình gì nè, rồi sau khi mổ rồi tái khám thì sao? Thì tái khám thì mỗi lần tái khám thì 6 tháng chỉ đi lần. 6 tháng chị đi lần. Mà giờ bữa mệt, bữa không mệt. Rồi chị đi làm ngày như bình quân là 120 đi. Em cho là khoảng 10 ngày, 15 ngày đi cũng được 1 triệu mấy. Thì chị đi tái khám thì mỗi lần là gì bao nhiêu tiền? Mà bao lâu thì chị đi tái khám? 6 tháng đi lần. Mà tùy theo, giờ tỷ mình thủ tiền cũng dư dư giờ tiền thuốc từng mang tùy theo bác sĩ cho. 2 triệu mấy hoặc 3 triệu hoặc 1 triệu 9, 2 triệu với tùy theo vậy đó. Bác sĩ cho cũng hết đường đâu gờ nữa. Tính ra anh Hải làm, em làm, mẹ làm, 3 người đều có thu nhập trong 1 tháng, nhưng mà gia đình thì vẫn thiếu trước hụt sau. Tính ra là phát sinh từ cái lời mà dây mượn là chị bệnh từ 2015 tới giờ, là chi phí mượn đi lại khám tái khám rồi mổ thì trả dần tới ngày hôm nay là vẫn còn là 45 triệu, nhưng mà trừ hết 1,5 triệu là còn 43,5 triệu. Thì do là gia đình chị khó khăn là do cái mức lãi suất đó. Đúng rồi. Nếu mà giải quyết được cái món mà lãi suất đó thì em nghĩ là gia đình anh chị cũng có dư. Đó. Cho nên là không biết là khi nào mới trả hết được cái số nợ đó để anh chị sửa chữa lại cái căn nhà. Thế em thấy cái căn nhà này nó cũng quá, tức là nó quá mất rồi. Nó quá sụp sệ luôn á. Giờ Cẩm đi một vòng cho cô chú anh chị xem đi Cẩm. Dạ. Nhưng ăn đi. Dạ. Chú đi cùng với con nha. Nhà ở dưới thì lúc có tiền đó thì mình kê vô. Đây là cái phần nhà là bên vách của chị Nang nè. Đây đây mình thấy rất là rõ luôn nè. Chỉ cần một cơn mưa đi qua thôi, nó một chiều thôi thì ở đây chắc em nghĩ là nhà nó dột hết luôn, không còn gì hết. Nhà nó chuối xưa xuống. Nó chuối ngược ra ngoài không? Dạ, mình đi xuống đây đi chú Hải ơi. Đi đất trước luôn. Dạ rồi. Cả gia đình mình là đều ngủ ở trên nhà luôn hả chú? Cả 3 người luôn đó hả? Và những lúc trời mưa như thế này phải làm sao, nó có dột nhiều lắm không chú? Cái nào dột thì lấy cái phao hứng. Như các cô chú, anh chị, các bạn thấy nè, hồi trước là nhà chú là chú dựng cột tán hay là tre? Cột tre ha, rồi sau này là dựng thêm cái cột đá này vô kiềng nó lại để cho nó cứng ha, nhưng mà có thể thấy là nó đang chúi về phía trước rất là nhiều luôn. Đây. Dạ, ở đây cũng vậy luôn. Tại vì nhà nó yếu quá nên là chú phải dùng cục tán để mà kiềng nó lại. Ngoài ra thì các cô chú anh chị các bạn có thể thấy là cái vách nhà là làm từ lá đó, nhưng mà cũng quá lâu năm rồi nên là bây giờ nó dột nát rất là nhiều. Dạ. Mấy cây mầm ở dưới đây cũng gãy hết luôn hả chú? Dạ, cái cây mầm giữa đó cũng đang chổi lên. Đây, có dùng tre để mình chổi lên rất là nhiều luôn. Cái cây cột này, cái cột trèo ngang này mối ăn dữ lắm luôn hả cô? Vậy cái này là làm từ cây gì hả chú? Cộng với bạch đằng hả? Lâu năm quá nên là bây giờ mối mọt nó ăn hết trơn rồi chú ha. Dạ, có thể cho con coi phía sau này luôn không? Phía sau này là bếp hả cô? Cái bếp là cũng dừng rất là thô sơ luôn. Có một cái miếng bi tít ở đây thôi. Dạ, còn chỗ này là sàn nước, nó cũng đã xuống cấp rất là nhiều luôn rồi. Dắt cho các cô chú, anh chị, các bạn qua đây xem nha. Chỗ này là phòng của cô chú ngủ hay là sao ạ? Chỗ để đồ hả? Dạ. Dạ, ở phía sau đây là mình cũng có thể thấy nè. Mấy cái tấm vách này nó đã hư hết trơn luôn rồi. Ở dưới thì mối mọt đã ăn hết rồi. Căn nhà này xuống cấp trầm trọng luôn rồi cô chú ơi. Ở dưới cũng gãy hết rồi. Dạ. Dạ. Mình đi lên đường này luôn đi hả cô chú? Ở phía bên đây cũng là cái vách bằng lá luôn. Ở đây là các cô chú có thể thấy rõ đó là mấy cái cây nó đều siêu quẹo hết rồi. Nó đang nghiêng về phía trước nè, cô chú có thể thấy rõ căn nhà của cô chú đó. Cái này thì hiện tại đó là cô chú cũng có kéo dây để mà chằng nó lại đúng không? Là cũng ở đây mình có một cái sợi dây điện nhưng mà kéo từ cái cột đó mình chằng cột cho cái cây để mà khi gió lớn thì nó sẽ không có bị quật đó đằng trước. Dạ. Mình lên nhà nha cô chú. Dạ. Nó chúi về phía trước. Dạ, chúi lên nè. Con có thể lên và ra phía sau coi nhà mình được không ạ? Tối là mình ngủ ở đây trong cái căn nhà ba người này các bạn ơi. Các bạn có thể thấy đó, vô đây thì mình nhìn cũng khá là rõ luôn là cái vách này nó đã bị dột nát rất là nhiều luôn rồi. Nếu mà trời mưa thì nó sẽ tạt thẳng vô nhà luôn á. Khó khăn cho cô chú á. Nhà cô chú là có nhà vệ sinh không? Không có, không có nhà vệ sinh luôn. Dạ. Cái phần dán ở dưới thì nó cũng đã lủng lỗ một hết trơn luôn rồi cô ha. Dạ, cái tre nè. Cái tre này là cô để trụ lại đó hả? Đầu trụ mà nhưng mà lâu ngày nó bị dạt ra nè. Nó dạt ra rồi. Cho nó dính ở đây nè, nó dạt ra lại luôn. Nó tạt cái sợi dây là thôi chứ nó đi rồi. Dạ. Cô chú có thể ngồi, con đã đi tham quan một vòng căn nhà của cô chú rồi. Nhà này là mình ở bao nhiêu năm vậy hả cô? Cô nhớ không? Nó nhiêu năm rồi nè. 23 năm rồi. 23 năm rồi. Là hư chỗ nào là mình tu sửa lại chỗ đó thôi. Đúng chứ rồi. Mình không có tiền nhưng mà thay bằng thiết hoặc là kẽm. Mình để như một cây cột nào cái mình đóng tre mình thay vô. Chứ giờ không thay vô nó đứt chân rồi sợ nó đẩy đi luôn nguyên cái nhà luôn. Nhưng mà căn nhà này Phương ở Phương có sợ không? Sợ. Rồi còn những cái đêm lúc mà trời mưa rồi này kia rồi sao? Yêu cầu có cái nhà chứ con đừng dột được cái. Cho con mừng. Con mình nó nói vậy nó đứt ruột. Rồi giống như là những đêm mưa gió vậy rồi Phương ngủ ở đâu? Rồi ba mẹ ngủ chỗ nào? Dạ ba em ngủ ở đây, mẹ em ngủ trong phòng, em ngủ trên giường. Cũng qua 23 năm rồi ha. Dạ. Thì căn nhà mình nó cũng thời gian gần đây thì nó cũng một như vậy rồi. Có những đêm nào mà em ngủ mưa gió không? Dạ có. Còn những đêm mưa gió đó thì gia đình mình như thế nào? Mưa thì nó dột tùm lum chứ. Rồi hứt vậy mình hứng nước. Lấy đồ che trên đầu nằm á, chỗ nào dột nó lấy khăn, lấy đồ vậy đó. Rồi mình lỡ những cơn mưa lớn, những giông gió hay sao? Rồi gia đình mình phải làm sao? Thì mình chỉ hứng nước thôi chứ ngủ hết được rồi. Mưa dột tùm lum hết. Rồi ngồi rồi hứng thao vậy thôi hả? Dạ. Chỗ nào dột thì mình che lại. Rồi thông thường là mưa chỗ nào, nó dột chỗ nào nhiều nhất luôn? Dột hai mé này nè. Nó tạt vô cho nó dột xuống. Rồi những cái đêm bão bùng vậy rồi nước bão liên tục vậy rồi gia đình mình sinh hoạt như thế nào? Mình cũng khó khăn lắm, cũng đợi chừng nào hết mưa mới ngủ được thôi chứ mưa hoài là không ngủ được. Còn mưa quá thì qua nhà cô ngủ đỡ chứ không ngủ ở đây được. Ngủ nhờ nhà cô. Dạ. Thì hôm nay thì ba chị em đến thì trước thì cũng biết gia đình mình cũng có nhiều khó khăn. Thì hôm nay thì ba chị em cũng hỏi rõ và sâu hơn cái hoàn cảnh gia đình mình. Thì cũng rất là may mắn luôn được chú Mạnh Thường Quân thì xin được phép giấu tên thì hỗ trợ và giúp đỡ cho gia đình mình một phần chi phí để vượt qua cái khó khăn này ha. Hy vọng là trong tương lai sắp tới thì gia đình mình sẽ trả được hết số nợ và sửa chữa lại cái căn nhà được lành lặn để che nắng che mưa nha. Cái số tiền thì này, cô gửi ra giùm con nha. Dạ, con gửi. Cái này chú Mạnh Thường Quân xin được phép giấu tên gửi tặng gia đình mình. Cô mở ra xem đếm giùm con nha. Triệu 500 ngàn. Dạ. 1, 2, 3, 4, đúng rồi. Dạ. Phần này là chú Mạnh Thường Quân xin giấu tên là gửi qua PayPal 200 USD thì tương ứng với số tiền là 4.500.000 đồng. Thì cô chú rất là vui khi nhận số tiền này thì gửi lời cảm ơn đến chú nha. Dạ, cũng xin cảm ơn Mạnh Thường Quân, chị cũng xin cảm ơn. Dạ. Xin cảm ơn hết luôn. Dạ. Cảm ơn nhà tài trợ giúp đỡ gia đình em. Dạ. Chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Phương có mong muốn gì cho gia đình mình sau này không? Dạ, em muốn cắt lại cái nhà để ở với thờ ông bà. Ờ. Còn mong muốn gì khác nữa không? Dạ, em chỉ muốn cắt lại cái nhà thôi. Thì gia đình mình gắng cố gắng nỗ lực nha. Dạ.